Với bề dày 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vi mạch điện tử, chăm sóc laptop, nhận sửa chữa, cài đặt máy tính, laptop, pin laptop và các thiết bị điện tử khác. Cùng đội ngũ chuyên viên điện tử chuyên nghiệp, kiểm tra liền, sửa nhanh tại chỗ. Chúng tôi còn nhận học viên, đào tạo kỹ thuật sửa chữa máy tính bằng việc trực tiếp cầm tay chỉ nghề, cam kết 100% học viên sau khi tham gia các khóa đào tạo sẽ được trang bị kiến thức và vững tay nghề chỉ sau 6 tháng. Khách hàng được trực tiếp xem quy trình sửa chữa tại khu vực kỹ thuật, cam kết mức giá phải chăng, không phát sinh thêm. Các chuyên viên có tay nghề cao giúp rút ngắn thời gian sửa chữa thiết bị, giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian. Chăm sóc laptop.vn, chúng tôi không là duy nhất, nhưng chúng tôi luôn làm tốt nhất. Vâng, xin chào các bạn hôm nay. Giá của máy này hiện tại cho hôm nay là 10,5 triệu. Các bạn hãy nhanh tay gọi hotline 0932121464 hoặc là website chăm sóc laptop.vn để được tư vấn và giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn các bạn. Thì nay là ngày Tết dương lịch thì chăm sóc laptop cũng là có với cái chế độ là tặng chuột không dây, tung sóc lót chuột một ba lô kèm với là chế độ là hầu mãi cài win vệ sinh miễn phí trọn đời. Các bạn hãy nhanh tay còn kịp nhé. Xin cảm ơn các bạn.